Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Ngắt cuộc nổi loạn Wagner, Tổng thống Belarus nâng cao vị thế. Nga tập kích 8 khu vực tập trung lực lượng Ukraine, dự đoán tình hình 2 tuần tới rất nóng. Tổng thống Lukashenko nổi lên như người trung gian đàm phán chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner, giúp ông gia tăng vị thế và ảnh hưởng tới Moscow. Nga túi quần qua, trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi ông trùm Wagner Prigozhin nổi loạn và điều quân tiến về thủ đô Moscow. Căng thẳng trị hạ nhiệt khi Prigozhin chấp nhận rút quân theo thỏa thuận với Điện Kremlin, đổi lại trùm Wagner sẽ được miễn tố và rời Nga tới Belarus. Thỏa thuận dẹp yên cuộc nổi loạn đó được cho là có đóng góp không nhỏ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington nhận xét, chính ông Lukashenko là người ngăn chặn thành công hành động kéo quân vào Moscow của các tay súng Wagner. Văn phòng Tổng thống Belarus cho biết, ông Putin đã thông báo với ông Lukashenko về cuộc khủng hoảng ở miền Nam Nga vào sáng ngày 24 tháng 6, cho thấy lãnh đạo Nga lúc đó muốn tìm kiếm giúp đỡ từ đồng minh thân cận để tìm giải pháp tối ưu dẹp yên cuộc nổi loạn. Nhà phân tích quân sự Marinko cho rằng Tổng thống Putin đã yêu cầu ông Lukashenko làm trung gian hòa giải để tránh phải tự đàm phán với Prigozhin. Ông ấy không muốn đặt mình vào tình thế phải đàm phán với kẻ nổi loạn. Trong khi cuộc điện đàm diễn ra, Wagner đã kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam ở thành phố và đang tiến quân dọc cao tốc M4 để hướng về phía Moscow. Điều nguy hiểm nhất, theo tôi hiểu, không phải tình hình ngay lúc đó mà là những diễn biến tiếp theo và hệ quả đi kèm. Một quyết định mạnh tay có thể được đưa ra là tiêu diệt Prigozhin, nhưng tôi khuyên ông Putin không nên vội vàng. Hãy trao đổi với Prigozhin, với các chỉ huy của ông ấy, ông Lukashenko ngày 27 tháng 6 kể lại. Sau khi được Tổng thống Putin cho phép, ông Lukashenko đã tận dụng các kênh hiện có để liên lạc và đàm phán với Prigozhin. Điều này ngụ ý rằng Lukashenko có thể có tầm ảnh hưởng nhất định đối với Prigozhin, góp phần giảm leo thang căng thẳng. Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã phải tìm mọi đầu mối có thể liên hệ với trùm Wagner và đến trưa ngày 24 tháng 6, ba kênh liên lạc được thiết lập. Ông Lukashenko gọi điện cho Prigozhin vào 11 giờ và cho biết trùm Wagner lập tức nhấc máy. Ông tìm cách nói lý do rất nhiều giờ với Prigozhin, người đang phẫn nộ vì sự mục nát và kém cỏi của các nhà lãnh đạo quân đội Nga. Ông mô tả cuộc gọi có những từ ngữ thô tục gấp 10 lần bình thường. Tổng thống Belarus đã cảnh báo với Prigozhin rằng sẽ không làm trung gian đàm phán nếu có dân thường thiệt mạng. Ông đảm bảo trùm Wagner cùng các thành viên tổ chức an toàn nếu họ dừng nổi loạn. Tới 17 giờ hôm đó, trùm Wagner gọi điện lại và chấp nhận các điều kiện thỏa hiệp. Thỏa thuận này cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Tổng thống Lukashenko, người từng đối mặt nguy cơ mất quyền lực trong phong trào biểu tình ở Belarus năm 2020. Tổng thống Putin khi đó tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus, triển khai lực lượng cảnh sát, giúp Minsk vãn hồi trật tự và cung cấp khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp nước này vượt qua sức ép từ lệnh trừng phạt phương Tây. Khoản hỗ trợ đó đã được đền đáp khi ông Putin phát động chiến dịch ở Ukraine đầu năm ngoái. Belarus, quốc gia có chung biên giới hơn 1.000 km với Ukraine, đã trở thành nơi để Moscow tập kết quân để tiến vào miền Bắc Ukraine. Và sau đó là quyết định can thiệp kịp thời của ông Lukashenko để ngăn chặn cuộc nổi loạn Wagner. Bằng cách can thiệp vào kế hoạch của ông Prigozhin, Tổng thống Lukashenko có thể đã tìm cách bảo vệ ân nhân ở Điện Kremlin và cũng chính là bản thân mình. Truyền thông Belarus ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Lukashenko, gọi ông là người kiến tạo hòa bình hay anh hùng của Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhận mối quan hệ lâu dài giữa ông Lukashenko và Prigozhin giúp đạt thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng Moscow biết ơn Tổng thống Belarus vì những nỗ lực này. Một chuyên gia về Belarus tại Trung tâm Á-Âu và Nga nhận định nỗ lực đàm phán thỏa thuận hạ nhiệt giúp Tổng thống Belarus trở thành người bạn rất quý giá của Moscow. Sự trân trọng này rất đáng giá và sẽ giúp Belarus nhận được hỗ trợ lớn từ Nga. Sự hỗ trợ của Nga sẽ là yếu tố quan trọng giúp ông Lukashenko đối phó với bất cứ thách thức nào trong tương lai. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo sau khi Wagner rút quân khá mơ hồ, theo giới quan sát, Prigozhin được cho là đã đến Minsk, nhưng ông trùm này sẽ làm gì tại Belarus vẫn là câu hỏi lớn. Nếu Prigozhin ở lại Belarus và lôi kéo các tay súng Wagner sang nước này để tiếp tục hoạt động hoặc điều gì đó tương tự, nó có thể tăng cường ảnh hưởng chính trị của ông Lukashenko, chuyên gia của Đại học Đức nói. Một kịch bản khác cho rằng
ông Prigozhin và lực lượng Wagner sẽ ở lại Minsk một thời gian ngắn để ổn định lực lượng trước khi khởi hành đến châu Phi để tập trung cho công việc làm ăn ở đó. Tập đoàn Wagner đã ký một số thỏa thuận an ninh với vài nước châu Phi. Đổi lại, họ sẽ có quyền được khai thác các mỏ vàng và khoáng sản trong khu vực. Bất kể tương lai của ông Prigozhin và tập đoàn Wagner như thế nào, giới quan sát cho rằng vị thế của Tổng thống Belarus với Nga có thể gia tăng đáng kể sau vụ nổ loạn. Trong gần 3 thập kỷ qua, ông Lukashenko đã đưa Belarus tham gia sáng kiến nhà nước liên minh với mục tiêu thành lập nội các, quốc hội và tòa án chung cũng như các thể chế khác. Tổng thống Belarus đã có một số nhượng bộ trước Nga nhưng không nỗ lực thúc đẩy sáng kiến này, dù hai bên đã trải qua nhiều cuộc đàm phán. Ông cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus và sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp cho chiến dịch Ukraine, song từ chối gửi quân đội trực tiếp tham chiến. Belarus dựa vào sự hỗ trợ của Nga để đảm bảo an ninh trước sức ép trừng phạt của phương Tây, cũng như có nguồn cung năng lượng giá rẻ và nhiều đặc quyền kinh tế khác. Nhà phân tích ở Kiev nhận định vai trò của Tổng thống Lukashenko trong vụ nổi loạn Wagner có thể giúp ông tăng thêm tiếng nói với Moscow. Các máy bay quân sự của nhóm chiến đấu trung tâm Nga đã không kích 8 khu vực triển khai quân đội vào pháo binh Ukraine, người phát ngôn của nhóm ông Alexander nói ngày 29 tháng 6. Các tiêm kích Su-25 của nhóm chiến đấu trung tâm đã thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào 8 khu vực tập trung nhân lực và pháo binh Ukraine. Ngoài ra, các phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-34 cũng đã tấn công 2 trung tâm triển khai tạm thời của đối phương, một cứ điểm và một vị trí liên lạc. Người phát ngôn cho biết một máy bay không người lái Fury đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không ở khu vực Lyman. Các vị trí pháo binh và súng cối của đối phương đã bị lực lượng Nga tấn công. Các phương tiện chiến đấu bọc thép của đối phương, một xe bọc thép chở quân và 5 xe bán tải, cũng như binh lính đã bị trúng đạn pháo. Tình hình Bakhmut, sĩ quan đã nghỉ hưu của dân quân Luhansk, ông Madoko ngày 29 tháng 6 cho biết quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ các nỗ lực tấn công gần Bakhmut, buộc các lực lượng Nga phải phòng thủ suốt ngày đêm. Có những điểm rất nóng ở hướng Bakhmut và Crimea. Ở đó, đối phương đang dồn lực vào vị trí của chúng tôi, theo đúng nghĩa đen bất chấp điều kiện thời tiết và thương vong. Ông Madoko nói, lực lượng của chúng tôi đang khai hỏa 24/7 và các khẩu pháo đang hoạt động hết công suất, trong khi đối phương cố gắng chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi. Ở một số khu vực tiền tuyến, quân đội Ukraine cảm thấy mệt mỏi và các hoạt động tấn công ở đó đã dừng lại, ông Madoko cho biết. Tuy nhiên, các lực lượng chính của quân đội Ukraine vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi thấy rằng các chiến binh Ukraine không thiếu đạn dược. Tình hình 2 tuần tới dự kiến sẽ rất nóng dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo ông Madoko, Ukraine đã không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào trên tuyến giao tranh trong gần 1 tháng và đang tiếp tục thăm dò các tuyến phòng thủ từ Kharkov đến Kherson, với hy vọng tổ chức một cuộc phản công. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều khiến nỗ lực này bị cản trở. Phía Ukraine thường không bình luận về các phát ngôn của quân đội Nga. Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trách cứ Vladimir Zelensky vì đã hủy bỏ cuộc bầu cử ở Ukraine và gọi quân đội Ukraine là quốc dã. Bà đã đăng bài viết tương ứng trên Twitter. Đây là cách chính trị gia bình luận về cuộc gặp của Zelensky với các thành viên của nhóm công tác quốc tế thảo luận về hậu quả môi trường của cuộc xung đột Ukraine. Vì sao đó tất cả đều yên vị khi một diễn viên phát biểu, người hàng ngày mặc đồ màu xanh quân phục, được tài trợ hoàn toàn bởi những nhân vật hiếu chiến từ Mỹ, người vừa họ hủy bỏ cuộc bầu cử, kiểm soát các phương tiện truyền thông quốc gia và có một quân đội quốc xã. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc ủng hộ Kiev. Bà cũng thông báo ý định đệ trình lên Quốc hội dự luật luận tội Tổng thống Mỹ Joe Biden vi phạm nghĩa vụ do hiến pháp quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!